Quý vị và các bạn thân mến, đã bao giờ quý vị và các bạn có những cái khoảnh khắc rất là nhớ về gia đình mình, nhớ đến vòng tay của mẹ, nhớ đến cái ôm của ba, nhớ về một cái bữa cơm nó đạm bạc, nó đơn giản nhưng mà nó đầy ấm áp. Chính vì lý do đó mà Coleman cùng với team sáng tạo nội dung của mình đã nghĩ ra một cái series hoàn toàn mới, Về nhà ăn cơm. Sài Gòn ngày 23 tháng 7 năm 2019. Rồi chúng ta sẽ có bao nhiêu lần đầu tiên trong đời, và chúng ta sẽ nhớ những lần đầu nào trong đời? Đó là những ý nghĩ cứ vang lên trong tâm trí khi tôi bất chợt đọc được một bài báo với tựa đề Những lần đầu tiên. Ngày đầu tiên đi học, điểm 10 đầu tiên trên trang vở, hay những cảm xúc vụng dại của mối tình đầu. Những mảng ký ức ùa về rất nhanh trong đầu, rồi trôi đi, nhường chỗ cho lần đầu tiên mà tôi nhớ nhất. Món ăn đầu tiên tôi được mẹ dạy, bạn đoán thử xem. Tôi chắc rằng bạn sẽ không tin nổi, món ăn đầu tiên tôi cùng mẹ vào bếp lại là món kho quẹt với rau luộc. Nhiều năm trôi qua, mẹ đón thêm vài lần sinh nhật. Tôi chen chân vào xã hội, xa dần những bữa cơm, bỏ quên cảm giác ngon lành thân quen ở một ngóc ngách nào đó trong tâm trí. Để rồi bây giờ, những ký ức ồ ạt quay lại. Trong không gian quạnh vắng, tôi lại nghĩ về câu nói của cô giáo năm nào. Tôi ngồi tựa lưng vào thành ghế, lòng chua xót nhận ra, dẫu có hiểu được sự quý giá của gia đình, thì một lúc nào đó, chúng ta vẫn có thể lãng quên thứ thân quen ấy giữa bộn bề cuộc sống. Những bữa cơm của mẹ, tôi đã vô tâm bỏ qua rất nhiều lần. Thế mà mẹ chưa một lần trách móc, vẫn trông mong tôi về nhà cùng mẹ ăn bữa cơm giản dị. Thì ra theo thời gian, mọi thứ trên cuộc đời này đều có thể thay đổi, nhưng chỉ có tình cảm của mẹ dành cho gia đình là vĩnh viễn, không bao giờ thay đổi. Đã bao lâu rồi quý vị và các bạn chưa về nhà ăn cơm?